Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Thúy gửi đến quý vị một vài hình ảnh về buổi họp mặt cũng như là chia sẻ làm cách nào để chúng ta sống được khỏe, sống được tốt và cách nào để chúng ta chống được những cái bệnh tật của mình trong tương lai để mà chúng ta có được một sức khỏe tốt. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Phương Thúy chào em có thể cho chị biết quý danh được không? Em chào chị Phương Thúy, em tên là Mini Uyên Thái, thì tiếng Anh tên là Mini, còn tiếng Việt là Uyên. Thì hôm nay Mini có tổ chức một cái event làm cách nào để chúng ta sống khỏe, vừa khỏe mà vừa đẹp nữa, thì em có thể chia sẻ đến cho mọi người. Em nghĩ là nó rất là personal cho em, là bởi vì khi mà em go through những cái life crisis của bản thân em, là thứ nhất là con của em nó không được khỏe, em phải bỏ cái sự nghiệp của mình để giữ cái thai cho bé. Và em ước mơ là em có thể build được một cái floor hay mà nó đẹp giống như cho gia đình, nhưng mà lúc đó em không làm được. Tức là em phải bỏ cái ước mơ đó. Thì trong lúc mà em gặp những cái khó khăn thì cái cuộc sống hôn nhân của em cũng không có tốt. Chị biết là ví dụ mình có con mà con mình không khỏe thì mình không thể có cái cảm xúc với ông xã mình được. Cho nên là cái hạnh phúc trong gia đình lúc đó của em cũng không ổn. Và em mơ là em đi học MBA, em cũng không làm được. Thế là em rất là depressed. Thì em lost, không biết mình muốn làm gì nữa. Nhưng cũng may là em được sự giúp đỡ của trường em, đó là Santa Clara University. Lúc thời gian đó thì họ cho em học một cái khóa gọi là Spiritual Leadership. Thì nhờ cái quá trình học hỏi đó, em họ gửi em đi học coach, rồi học về mentor, học nhiều những cái khác ngoài những cái business ra. Thì từ đó em rút ra được cái kinh nghiệm để em vượt qua được cái khó khăn, em giữ được gia đình của em, tụi em càng ngày càng làm tốt hơn. Cuối cùng là em nghĩ những cái buổi họp mặt giống như vậy, chị tới rất là đẹp, em cũng rất đẹp, mình có thể làm mà xa, mình có thể làm điều cho mình và mình vui. Thì khi mình vui thì mình về nhà mình chăm sóc con mình tốt hơn, cái tình cảm trong gia đình của mình sẽ tốt hơn. Cho nên đó là cái tâm nguyện của em, thứ nhất là cho em heal em, giúp em heal em, và em mong muốn là cái event của em như thế này nó sẽ giúp được nhiều người phụ nữ hơn. Tức là mình giống như chị nói, không có đẹp vừa ở bên trong nhưng mà cũng đẹp cả bên ngoài luôn. Thì nếu như cái group này á, là cho phụ nữ thôi hay có cho nam không em? Rất là câu hỏi rất hay. Dạ, so far em đã có rất nhiều người hỏi em, thì em nghĩ cái kinh nghiệm sống mà practice năm cái kinh nghiệm sống mà em trải qua, em nghĩ là người đàn ông cũng cần và người phụ nữ cũng cần. Dạ thưa chị, là hiện tại bây giờ em đang cố gắng là một tháng một lần, nhưng năm tới em phải chuẩn bị ra trường cho nên em nghĩ sẽ là 2 tháng một lần. Thì em sẽ post trên Facebook và tương lai em cảm thấy là mọi người đang rất là thích và ủng hộ, cho nên em nghĩ là em bắt đầu sẽ mở ra Facebook hoặc là trên website nhiều hơn để cho mọi người đăng ký. Uyên Thái đã và đang coi như là tổ chức cái công ty mà gọi là United Flowers, nhưng mà cái cô mê hoa lắm, mê hết mình luôn á. Nhưng mà ngoài cái vấn đề mê hoa, Uyên Thái còn muốn nghĩ tới làm cách nào mà đem hoa, đem cái đẹp đến mà để làm sao mà cho cuộc sống, nhất là cuộc sống của các phụ nữ tươi vui hơn, hạnh phúc hơn. Thì chị em tôi cũng bàn nhau nói chuyện là làm sao mà có một cái không gian cho phụ nữ, dành cho phụ nữ, mà mình có thể chia sẻ những cái mà mình thường thường ít có thể nói bên ngoài được. Nó có một những cái niềm thầm kín, ngoài cũng những cái sự mà gọi là bí quyết để mà sống sao cho nó khỏe, sống sao cho nó hạnh phúc trong gia đình và coi như là hữu hiệu trên con đường công danh làm việc bên ngoài. Hi, what's your name? My name is Marcia Chan. Oh, so can you tell me, share with me how long you've been here? Oh, you see, we are old friends. We are student and professor. She studied English from me at Mission College in Santa Clara. I'm retired from that position, and we reconnected through our flower passion. And so I've been coming
to every one of her events for the ladies' afternoon or evening out, and enjoying it every time. So now we have the Christmas theme, right? And we're going to make Christmas wreaths, Christmas swags, and we will probably enjoy ourselves just as much as we always do, with a few things to eat and drink and meet up with other like-minded people who are interested in beautiful things. Chị chào em, có thể cho chị biết quý danh được không? Em tên là Kim. Kim có thể chia sẻ là lý do tại sao Kim join vào group này? This group is very motivation for the woman. Like they see have the lady to know how to do the flower arrangement. For example, I come last week. She teach the lady how to do the arrangement for Thanksgiving. And this time is for Christmas, so it's really good because normally I don't know how to do the flower arrangement, so I like to learn from her. And the second thing is, when we come here, we can learn different things from the other experts that come here to share the information, how can they reach to the success. So they sharing different story, true story about their old life there was one speaker, she was Vietnamese and she couldn't speak English at all when she come to America, and then she become really successful after the long journey of working really hard, and then she success, she have different car, four restaurant and then two salon, and she very successful and she young and beautiful. Hương Thúy tường trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc bên gia đình.